thì mình cũng đã từng chơi một lần trên livestream rồi. Thì hôm nay mình sẽ chơi lại cái này ở trên video các bạn nha. Ok thì cái map này mình chưa từng win được, tại vì thực ra là mình chưa biết là cái cách để win map này như thế nào. Và các bạn biết là cái map này khá là khó. Đấy, chúng ta sẽ ăn gian. Ok thì rất là lâu thì mình mới làm lại video test map, và mình cũng nghĩ là mình sẽ làm thường xuyên các video test map hơn. Trời ui, bắt bắt cua xịn sò, bạn chọn hụng chơi bắt bắt cua xịn sò mới không rủ mình kìa. Thôi hôm nay không được rồi, xíu nữa mình sẽ tìm cái ID của map này mình vô mình chơi các bạn coi mới được. À mà quên nữa thì hello và xin chào các bạn, những người đã quen sắp đây không bao giờ quen, chào mừng mọi người đã quay trở lại trên một series episode của tôi. Tôi chủ tôi sau đây và ngày hôm nay tôi sẽ đến với một cái map bắt cua mới trong mini blast. Thì cái map này tên gì thì xíu nữa các bạn sẽ biết, và mình thì quay xíu nữa mới vô map. Ok thì trước khi vào video này thì các bạn hãy để lại một comment và cái hashtag là thân biệt để rắc rối để xin biết là bạn đã xem video nha. Và nếu bạn nào thích video này thì một like, một share, một subscribe cũng như một comment cho kênh YouTube series episode để xin được có động lực làm nhiều video hơn. Mà cũng đừng quên ấn vào chuông thông báo kế bên để đăng ký nhận thông báo video mới nhất của series nha. Và nếu bạn nào ủng hộ cho video đó mình, các bạn hãy làm tất cả những điều trên tương tự với cái thêm một like trong video rắc rối, gồm có Dobby TV, Kuma, Hùng Akira, Thịnh Đỗ và Sobby TV nhé. Và bây giờ thì đi thôi nào. Ok và mình đã vào map rồi đây các bạn, rồi vừa vô map mất 10 máu luôn. Ok I'm fine. Và mình nghe hùng đồn nó đó trên video là map này khá là ép skill nên mình muốn vô chơi thử coi sao. Khá lâu rồi mình không có chơi lại mấy map khó như thế này nên là mình không biết trình của mình nó có bị xuống hay không. Thì nếu bạn nào hay mình bắt cua gà đi thì các bạn comment cho mình biết nha. Chào mừng các bạn đã đến với map của mình, nhớ sub kênh Đạt Wolf nha, nhớ đánh giá map 5 sao nha. Ok rồi, thú thật với các bạn là cũng khá lâu rồi mình không có luyện lại bắt cua, bởi vì dạo gần đây thì mình lo giải viết các thứ ở trên Nemo TV, ở trên livestream các thứ nên là ok quen tay thôi. Trời tôi quen tay, nãy tôi tưởng ở đây nó có tôi tưởng ở đây nó có một lốc để mình nhảy tiếp theo nhịp thôi, chứ không cho này không có té đâu. Thôi à, mà nói chung là tôi chơi ngu đi. Ừ, mình là đứa con của đảng mà, mình sẽ không đổ thừa cho hoàn cảnh, nó dám làm dám chịu. Ok tôi chơi ngu đi, tôi té. Rồi bên đây là một bờ tường bên phải, bắn từ một tường bên phải với cả là chặn đầu hơi căng đó nha. Cái độ khó này nó cũng hơi khoai đó, nhưng mà không sao. Trời có caro ở đây rồi, các bạn nghĩ sao vậy? Mấy bắn này sao làm khó được caro các bạn? Trời gô không béo ở đây mà, các bạn nghĩ gô không béo là ai? Rồi nhiều bạn hỏi đâu là đâu bám một tường bên phải được không, thì chắc các bạn thấy đâu bám một tường bên trái, xong các bạn nghĩ đâu bám một tường bên phải không được. Tối qua cũng có một ông gọi là gạ rô solo bám một tường bên phải đó, kêu là rô bám không được đó, thì rô vừa bám một tường bên phải cho các bạn coi xong nha. Bám một tường bên phải nó cũng giống như bám một tường bên trái thôi đó. Và ở đây thì tôi có coi video của Hùng này, nó nhảy qua cái đám lava này. Ôi ơi chết trời chết nhảm dữ trời, tính ra cho mày dễ luôn các bạn, chỉ cần nhảy tới nè đó. Khá là đơn giản, bấm một tường bên phải thôi, rồi nhảy qua đây bấm một tường cái nữa, rồi ăn gà, lộn ăn bánh mì, hồi máu. Trời, tính ra mình gọi là mình biết được cái chỗ đó là nó sẽ có lóc tàng hình mà cuối cùng vẫn chết vì một cái pha nhắm xịt vai cứt. Đó, thì giờ bởi vì là cái map này mình đã coi Hùng nó nhảy ở trên video rồi nên là mình biết được đường đi như thế nào. Cho ra map này mình chưa có chơi nha các bạn, đó có thể là nhiều bạn nghĩ là map này mình chơi trước. Ra map này mình chưa có chơi trước mà mình chỉ coi Hùng nó chơi trên video thôi. Đó, nói chung thì map nó cũng không khó lắm, là tại sao lại kêu là F skill là thế nào. Thế nó cũng dễ mà ta. F skill đâu? Quế, F skill quế. Ôi. Chỗ này nhảy hai lóc ba. Trời, à bắn một tường nữa. Trời, dám ba gì chứ, bắn một tường bên phải tôi còn gọi là hơi ngán chứ trời, bắn một tường bên trái tuổi gì? Đó, chưa tuổi gì bắn một tường bên trái. Đó, trời. Tưởng map như thế nào? Tôi tưởng map nó khó như nào, tôi vô tôi chơi thử ai dè map. Căng khó chỗ nào à? Hề luôn. Có thể là do là tôi nhảy quen tay rồi, hoặc là do là cái trình độ của tôi bây giờ nó khác xưa rồi, chứ thật sự ra nếu như mà đối với cái trình độ của tôi hồi trước á, thì hồi trước map này đối với tôi nó khó thật. Nhưng mà đối với tôi bây giờ, cái trình độ của tôi bây giờ thì map này không khó các bạn. Nó cũng chỉ là nằm ở cái mức gọi là trung bình thôi. Ôi ơi. Ok, nó chỉ nằm ở độ khó mức trung bình thôi, xong té chết luôn. Không hợp lý rồi. Rồi, cố tình nữa các bạn. Chẳng qua cái pha này là cố tình té để cái video nó thêm dài, thêm mặn mà thôi. Chứ trời dăm ba cái đường này sao làm khó được go. Đó, trời dễ. Đó, trời game là dễ. Đó, trời game là dễ. Tưởng như nào? Tưởng map khó như nào? Ai về map dễ vậy? Map dễ vậy ai chơi? Trời map dễ vậy ai chơi? Trời lại bám một tường bên trái nè. Rồi, không, bám một tường nữa hơi lỗi xíu nhưng không sao các bạn. Vẫn được, vẫn được. Bám một tường hơi lỗi nhưng vẫn được, không sao. Trời, không có lúc nào phải chết đâu mấy ba. Đó, tại vì hồi trước á là chưa gọi là mình chưa công khai cái skill bám một tường nên là mình không có dùng nhiều. Và hồi trước thì té chết, bởi vì thật ra hồi trước mình chơi á mình té cũng khá là nhiều, nhưng mà nếu mà có skill bám một tường á thì nó sẽ đỡ chết hơn đó. Còn bây giờ thì có skill bám một tường thì nó cũng gọi là khá khó khăn đó, tại vì mấy map bây giờ nó khó hơn rất là nhiều mấy map hồi xưa. Ơi cái gì đấy,
Cái gì vậy? Ủa như là nãy giờ tôi nhảy quá đà anh té chết không mấy ba? Trời, chết xong không biết lý do tại sao mình chết luôn, đậu xí. Tôi nhắm xịt. Thôi không sao, thua cái này bài keo khác mấy ba ơi. Trời, dăm ba cái đường khó. Ôi, trời, chỗ này căng nè, chỗ này căng nè. Ok, thật ra chỗ này không khó bạn. Chẳng qua nó chặn đầu á, mình phải canh nhịp. Nó gọi là khác đi so với bình thường nên nó khó thôi. Chứ chỗ đó dẹt à, ok. Rồi cái này gì đây? Gì đây, tính làm gì đây? Trời, dăm ba cái đường này sao làm khó được cô bạn. Rồi cái gì nữa đây? Rồi cái gì đây? Rồi định làm gì đây? Cái này là gì? À bám hai tường hả? Trời, tưởng cái gì khó. Cái gì khó cứ để rô các bạn ơi. Rồi ok. Chỗ này như mình nghe thằng Hùng trên video ở kia nhảy vòng này. Ôi, nhảy vòng xịt. Lại, nhảy vòng xịt. Ôi, cái pha này nhảy vòng thì cũng đơn giản thôi như này. Rồi đó, bám tường lên rồi. Trời. Chẳng qua là pha đầu bị xịt thôi ba. Rồi ở đây là gì? Phải tìm cần gạt hả? Ok, và tôi cũng đã coi thằng Hùng ở leo này nè. Không có tìm cần gạt cái này nè, ghê không, ghê không? Đó. Trời, tôi coi Hùng chơi hết rồi. Thôi. Ủa? Từ từ, có bốn cửa hả? Có bốn cửa, hình như là ở đoạn cuối có một cái cần gạt này phải. Có bốn cửa mà cửa nào cũng hố lava vậy sao qua? Ủa vậy? Ủa vậy ăn sao bên trong, trong đó ăn sao được không vậy? Cuối cùng trong đó ăn sao được không? Ừ. Thôi kệ đi. Ok, lên. Nè chỗ này nè, các bạn lưu ý chỗ này nha, các bạn nhảy nè, từ từ để mình chỉ cho. Đây chỗ này các bạn không thể nào mà nhảy lên một tường lên được đó. Mà bây giờ các bạn nhảy lên, các bạn phải bấm phím D cho bay ra ngoài trước như thế này. Đó, và các bạn vòng vô lại mới được. Chứ bạn chơi theo kiểu không thường không được đâu. Rồi còn này là bốn lóc nè. Đó khá dễ. Ok, cái bốn lóc rồi nó cũng không khó lắm. Hôm qua các bạn biết nhảy là ok thôi. Ok. Ôi. Ê, dưới đó có một cái đường nữa kìa. It was at this moment that he knew he fucked up. Ở dưới đây có một cái đường các bạn, tôi thấy dưới đây có một cái đường nè. Ô, trên kia có một cái, tức là mình được ba cái chìa khóa rồi, mình đặt cái chìa khóa kia ra, tức là bây giờ mình còn hai cái, còn ba cái. Thì là mình đã kiếm được hai cái rồi, mình chỉ còn lại một cái nữa thôi. À, tức là kiếm bốn chìa khóa để test từng cái cổng đúng không? Ok. Trời, game là dễ mà. Tưởng game khó như thế nào. Rồi, lên trên đây, không cần lưu điểm học sinh luôn, tại vì trên đây là tôi thấy rồi là có một cái chỗ rất là đặc biệt đó, chỗ này một là chết, hai là sống thôi. Bám một tường. Nghe hùng đồn là chỗ này khá là dài và khá là khó. Ok, đi thử coi dài khó như nào đây. Trời ơi, tưởng bám một tường như thế nào. Ôi trời, tưởng khó như nào, bạn phải đi tìm. Ok, đi tìm rồi, mình thấy một cái rương ở đây nè. Đó. Thật ra xem video của Hùng thì biết hết rồi. Đó, nhưng mà nói chung thì xem là một chuyện, nhưng mà các bạn để chơi được map này thì các bạn phải gọi là tập hơi căng đó. Còn tôi lần đầu tôi chơi nhưng mà không sao, bởi vì gọi là trình độ tôi có. Chẳng qua là tôi phải luyện tập lại một chút thôi, tại vì nghỉ lâu mà, phải luyện tập lại một chút thôi nên là nó cũng hơi gọi là thốn, nhưng mà không sao. Nói chung thì qua đường map này mà với số mạng chết như đó thì gọi là cũng khá lộ map. Ok, ở đây nhảy xuống đây luôn vậy. Rồi ok. Và ở đây thì nó có một cái ăn bánh mì vô. Rồi, mình lấy được cái chìa khóa trên kia rồi, bây giờ mình sẽ lấy thêm cái chìa khóa dưới đây. Rồi là được hai cái chìa khóa nữa nè. Hai cái chìa khóa nữa là mình còn thiếu một cái nữa. Một cái đó để ở đâu ta? Ok, còn một cái nữa để đâu nhỉ? Rồi, mình sẽ đặt chìa khóa ở đây. Không phải, đường này sai. Ok, mình sẽ đặt một cái chìa khóa ở đây. Không phải luôn, đường này cũng sai luôn. Vậy là cái đường bên kia đúng. Thì mình còn một cái chìa khóa nữa đâu. Còn một cái chìa khóa nữa. Mình thiếu mất một cái rồi. Mình còn thiếu một cái nữa mình mới đủ chìa khóa. Một cái ở kia. Ở trên kia có một cái nữa. Ôi tôi nghi vậy, ở dưới kia lắm nha, từ từ. Tôi nghi ở dưới chỗ kia nó có một cái lắm á. Tôi nghi ở dưới cái thanh kia có một cái lắm. Ê từ từ nè. À mình chết mình lên đây lại mà đâu cần phải nhảy lại đâu. Từ từ nha, tôi nghi là dưới đây có một cái nè. Đó, trời tôi nghi là đúng luôn á ba. Trời thám tử Sigo, bé Sigo IQ vô cực mà các bạn lại tưởng. Thôi, đây một cái đây nè. Đó, trời ơi tưởng thế nào. Trời game dễ. Các bạn thấy sao, game dễ không? Game quá trời dễ luôn. Đó, game chỉ dễ khi bạn có IQ vô cực thôi. Rồi té nữa rồi.
Ok. Và đây là cái chìa khóa cuối cùng để chúng ta có thể gọi là qua được map, mà không biết là cái cửa kia có được không nữa. Cửa này không được nữa, thôi nghỉ game, bỏ, dẹp. Ok, rồi qua đây. Lên, lên, rồi ok, mình đặt chìa khóa ở đây đúng không? Ủa? Từ từ, hay là đi xuống dưới còn nữa ta? Hay là mình phải lựa đúng cửa, mình nhảy xuống đúng hố lava, đi xuống dưới còn nữa? Hay là vậy, chắc là vậy á. À đúng rồi nè. Trời, Bessigo IQ vô cực các bạn. Trời, IQ Bessigo vô cực vậy nồi. Ok, bây giờ tiếp tục tìm rương hả? Tao thui vậy. Ok, mấy cái rương ở trên đầu nè. Đây. Trời, IQ vô cực của Rô. Đó, giờ chị ngồi sao đây hay chưa? Ăn cái này mới thắng nè. Đó, các bạn thấy ghê không? Thấy Bessigo IQ vô cực không? Rồi, và nói chung video đây kết thúc rồi. Nếu bạn thích video này là một like, một share, một subscribe cũng như một comment cho kênh YouTube Shiro Shiro có được làm bao nhiêu video hơn, mà cũng đừng quên ấn vào chuông thông báo kế bên để đăng ký để thông báo video mới nhất Shiro nha. Và nếu bạn nào thấy Shiro bắt cua gà đi thì các bạn cũng comment bên dưới cho tôi biết nha. Và ok, Shiro bắt cua gà đi thật, tại vì dạo gần đây thì cũng ít bắt cua đi hẳn, nên là mọi người thông cảm cho tôi. Và bây giờ thì tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại những video kế tiếp. Bye bye.